Việt Linh xin kính chào quý vị thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là video chương trình bình luận 2 của hôm nay, ngày thứ năm 28 tây tháng 12 năm 2023. Trong chương trình hôm nay, Việt Linh có 3 bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bài bình luận đầu tiên với nhan đề Tòa án tối cao ngày nay sẽ đưa Trump trở lại với quyền lực. Kính thưa quý vị, Giáng sinh đã trôi qua chậm chậm, nhưng mà dư âm của món quà lớn nhất trong đời mà Donald Trump nhận được từ các thẩm phán bảo thủ trong tòa án tối cao, nó vẫn còn đó, nỗi vui mừng. Khiến ý nghĩa của đêm Giáng sinh đối với Trump nó có nhiều ý nghĩa hơn. Chính xác là các thẩm phán bảo thủ trong tòa án tối cao, họ đã nhét một món quà Giáng sinh khổng lồ vào chiếc vớ mơ ước của Donald Trump. Không có bất đồng chính kiến nào được đăng ký cả. Tất cả những người họ đã từ chối đơn yêu cầu của công tố viên đặc biệt Jack Smith trước khi phán quyết tìm cách đẩy nhanh việc xem xét tuyên bố miễn trừ của tổng thống của Donald Trump. Tòa án tối cao, họ đã từng cấp giấy chứng nhận trước khi phán quyết cho phép Trump xử tử một tù nhân trước khi rời nhiệm sở. Trước khi mãn nhiệm, mà vẫn còn tranh thủ yêu cầu những người anh em mặc áo choàng đen cấp nhanh cho ông ta giấy chứng nhận trước khi phán quyết để lấy đi cuộc sống của một mạng người trước khi rời chiếc ghế quyền lực. Các anh em mặc áo choàng đen trong tòa án tối cao đã làm việc rất năng nổ, nhiệt tình và đáp ứng yêu cầu của giáo chủ đảng MAGA nhanh nhất có thể, nhưng mà lại cù cưa cù nhầy ra quyết định cho rằng vấn đề truy tố một cựu tổng thống là người đã từng cố gắng ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình là không đáng được xem xét nhanh chóng và không có gì đặc biệt để quan tâm cả. Khi mà Trump kháng cáo việc từ chối đề nghị bác bỏ của mình với lý do quyền miễn trừ tổng thống, thẩm phán Tanja Chutkan đã giữ nguyên mọi thời hạn, ném vụ việc vào tình trạng lấp lửng chỉ 10 tuần trước ngày xét xử 4 tây tháng 3. Bất kỳ sự chậm trễ nào nữa có thể sẽ đưa nó ra khỏi lịch xét xử như dự định cho đến sau cuộc bầu cử tháng 11. Đặc biệt là với thẩm phán Trump, Eileen Cannon, là người đang ngồi xổm trên đống tài liệu mật và cần thời gian để ngâm cứu, tìm hiểu, điều tra thêm, kéo dài cho đến tháng 5 năm 2024. Bà ta cần hơn nửa năm để thư thả suy nghĩ xem đến tháng 5 thì coi còn có cách nào khác hay không để kéo dài thêm cho nó qua tháng 11 bầu cử để đáp ứng yêu cầu của giáo chủ đây. Ông Trump hiện dự kiến sẽ đưa ra lập luận miễn trừ của mình tại tòa phúc thẩm DC vào ngày 9 tháng 1. Tuyên bố của ông ta cho rằng ông ta đang làm công việc chính thức của Tổng thống khi ông ta cố gắng khiến cho Mike Pence và Quốc hội tung ra các phiếu đại cử tri hợp pháp của tiểu bang khó có thể chiếm ưu thế. Nhưng mà ngay cả khi tòa phúc thẩm duy trì tốc độ của lịch trình tóm tắt nhanh chóng và các quy tắc nhanh chóng thì có thể sẽ phải đến tuần thứ 3 của tháng 1 năm 2024 trước khi đưa ra lệnh trả lại vụ kiện cho thẩm phán Chutkan. Sau đó thì Donald Trump sẽ có 90 ngày, thưa quý vị, 3 tháng để xin chứng nhận từ tòa án tối cao. Sau đó có thể đưa ra quyết định kháng cáo. Với rất nhiều rào cản pháp lý của thủ tục tố tụng dài dòng lê thê, mất thời gian của hệ thống tư pháp lỗi thời của nước Mỹ, thì dường như ngày càng khó có khả năng vụ án cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 4 tháng 3 năm 2024. Không thể nào. Nhưng mà cựu công tố viên liên bang Michelle Ebner nói rằng quyết định của tòa án tối cao không giải quyết yêu cầu của Jack Smith
có thể không tạo ra nhiều sự khác biệt. Và ông đã nói rằng nếu các thẩm phán muốn, họ có thể đã cấp giấy chứng nhận và vẫn không thể đưa ra xét xử trước ngày 4 tháng 3. Nhưng Michel Ebner, một đối tác tại Rothenberg Lipman Rich PC, lưu ý rằng công tố viên đặc biệt Jack Smith gần đây đã bổ sung cựu chiến binh tòa án tối cao Michael Tribune vào nhóm của mình. Và ông tin rằng Michael Tribune là người tranh tụng phúc thẩm hình sự tại các tòa án tối cao, có kinh nghiệm cao nhất ở đất nước này. Ông ấy sẵn sàng tranh luận với các thẩm phán bảo thủ trong tòa án tối cao. Và ông ấy biết cách đấu lý, cách nào để đem chiến thắng về làm quà Giáng sinh muộn cho Jack Smith. Trở qua với phán quyết, loại tên Trump ra khỏi lá phiếu của tòa án tối cao Colorado. Mọi người đều tự hỏi rằng tòa án tối cao Hoa Kỳ rồi sẽ làm gì với quyết định của Colorado đã loại Donald Trump ra khỏi lá phiếu của tiểu bang. Tòa án tối cao của tiểu bang phán quyết rằng theo mục 3 của tu chính án thứ 14 của hiến pháp, ông ta phải bị cấm giống như cách các cựu quan chức liên minh miền Nam Hoa Kỳ đã không thể ra tranh cử vào quốc hội hoặc tranh cử ghế tổng thống sau nội chiến. Nhưng mà nhiều người cho rằng, thưa quý vị, tòa án tối cao Hoa Kỳ chắc chắn sẽ đảo ngược phán quyết này, và tôi cũng tin như vậy, bởi vì nhóm đa số bảo thủ là thực sự chủ trương đảng phái. Giáo sư Orrin Kerr của Đại học California, trường luật Berkeley, ông cho rằng những thẩm phán bảo thủ nếu làm việc công tâm và có trách nhiệm cao, thì họ sẽ quyết định vụ việc dựa trên sự hiểu biết tốt nhất của họ về luật, về hiến pháp. Nhưng mà điều đó dường như là không thể xảy ra. Đúng là tòa án tối cao, họ không thích đưa ra những quyết định chính trị có thể ảnh hưởng công khai đến kết quả bầu cử. Họ không ủng hộ những lập luận nổi loạn của Trump từ năm 2020. Và có lẽ họ đã học được một bài học từ vụ ông Bush kiện ông Gore với quyết định 5-4 vào năm 2000. Trong đó, lá phiếu quyết định là đến từ cố thẩm phán Sandra Day O'Connor, là người mới vừa mất. Bà cũng là người đã nói rằng bà rất hối hận về những gì mình đã làm. Đến gần ngày mất thì mới nói được câu này, thưa quý vị. Quá muộn. Và lịch sử đã đi tới, chứ không đi lui. Tuy nhiên ngày nay thì chúng ta hãy nhớ rằng ba vị thẩm phán John Roberts, Brett Kavanaugh và Amy Coney Barrett là những cựu luật sư thời Bush kiện Gore. Họ cũng là những người góp phần vào quyết định đem đến chiến thắng cho George W. Bush. Và bây giờ họ cũng có thể hối hận về quyết định này. Thành viên duy nhất còn lại còn sống của tòa án tối cao từ vụ Bush kiện Gore là Clarence Thomas. Ông ta là người theo chủ nghĩa Trump và bà vợ là người bảo thủ, ủng hộ và trung thành với Trump. Và điều đó có thể khiến bốn thẩm phán nghĩ rằng tòa án nên giải quyết các tranh chấp bầu cử, đặc biệt là khi cuộc bầu cử dành cho Tổng thống Trump. Các thẩm phán nhận ra rằng họ sẽ mất đi tính hợp pháp nếu bị coi là chủ trương đảng phái, bỏ qua các tiền lệ và kéo dài ý nghĩa của các điều khoản hiến pháp để đạt được các mục tiêu chính sách đảng phái ưu tiên. Nhưng mà họ dường như không quan tâm. Gallup báo cáo tỷ lệ ủng hộ của các thẩm phán bảo thủ trong tòa án tối cao trong số các công dân Mỹ còn quan tâm đến hiến pháp, luật pháp và nền dân chủ, thì họ chỉ xem mức tín nhiệm của các thẩm phán này chỉ còn là 41%. Đây là mức thấp kỷ lục, bởi vì công chúng nghĩ rằng họ là các chính trị gia mặc áo choàng đen. Đơn giản là như vậy. Đa số các thẩm phán bảo thủ của tòa án tối cao, họ nói rằng họ luôn tuân thủ thể thức làm việc của cố thẩm phán Antonin Scalia.
là một người theo chủ nghĩa văn bản và chủ nghĩa nguyên bản. Chính vì vậy mà họ sẽ thực sự rơi vào một tình cảnh rất khó xử. Nếu họ quyết định đảo ngược phán quyết của Colorado, thì chính chủ nghĩa nguyên bản và chủ nghĩa văn bản mà cố thẩm phán Antonin Scalia rất tự hào sẽ dẫn đến việc Trump bị loại. Chắc chắn như vậy. Trump đã bổ nhiệm Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh và Amy Coney Barrett. Và không cần phải hỏi thì chính họ cũng cảm thấy mắc một món nợ lớn đối với Trump. Và cách trả nợ là điều mà họ đang cân nhắc khi mà nói đến chủ nghĩa nguyên bản và chủ nghĩa văn bản của các bậc cha chú đàn anh đi trước. Nhưng mà những người họ vẫn có thể viện ra lý do chính đáng rằng việc Trump bị loại là do cử tri quyết định và họ bị buộc phải dựa theo tiền lệ lịch sử, rằng họ không có toàn quyền quyết định tất cả. Kính thưa quý vị, quay trở lại thời nội chiến khi tu chính án thứ 14 được phê chuẩn, thì chính Jefferson Davis cũng không thể ra tranh cử vì vướng phải mục 3 tu chính án thứ 14. Nhưng mà phải có một lối thoát cho các thẩm phán bảo thủ. Họ là những người có thể rất muốn thấy Trump trở lại tòa Bạch Ốc để tiến hành những cuộc thanh trừng trả thù, để vô hiệu hóa những bản cáo trạng khó chịu chống lại ông ta, và có thể cổ vũ những phán quyết cực đoan của những thẩm phán bảo thủ trong tòa án tối cao. Nhưng mà tòa án tối cao sẽ khó mà có thể khẳng định rằng Trump không tham gia vào cuộc nổi dậy, hay nói đúng hơn là Trump vô tội. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý Roger Baloff vẫn tin chắc chắn rằng tòa án tối cao rồi sẽ đảo ngược phán quyết của tòa án tối cao ở Colorado. Bởi vì đó là một chính sách khủng khiếp. Họ sẽ đưa ra lập luận rằng hãy để các cử tri quyết định. Nhưng mà trớ trêu lắm quý vị, rằng việc Trump bị loại bắt nguồn từ nỗ lực của ông ta để đưa ra quyết định chính trị là từ cử tri. Chính ông ta mới là người phản dân chủ, không phải tòa án tối cao Colorado. Nhưng mà mặc dù vậy, lối thoát dường như duy nhất để tòa án tối cao phải chọn, đó là phải bác bỏ phán quyết của tòa án tối cao Colorado, không thể khác. Và sẽ khôi phục tên của Trump vào lá phiếu ở tiểu bang này. Lời kết cho bài bình luận này, kính thưa quý vị, mọi sự chú ý giờ đây hướng về tòa phúc thẩm DC. Vì một phán quyết từ đây đưa ra sẽ giải quyết được mọi rắc rối, đưa Trump vào rõ, trả lại phiên xử cho thẩm phán Tanya Chutkan được tiếp tục như dự kiến, và không còn rào cản pháp lý nào có thể làm khó bà, và giúp các thẩm phán bảo thủ trong tòa án tối cao thoát khỏi cảnh khó xử, bỏ thì thương, vương thì tội, với tên giáo chủ MAGA. Và tôi có niềm tin khá chắc chắn rằng phán quyết của tòa phúc thẩm DC sẽ bác bỏ quyền miễn trừ của Trump một cách dứt khoát, ném yêu cầu xin kẹo của Trump vào sọt rác. Chắc chắn như vậy. Nhưng mà riêng đối với phán quyết loại tên Trump của tòa án tối cao Colorado, thì họ đã làm đúng theo hiến pháp và loại bỏ tên của Trump đúng như vậy. Nhưng liệu tòa án tối cao với các thẩm phán bảo thủ trong thời nay, họ có chịu để yên cho các tiểu bang làm điều đó hay không quý vị? Chắc chắn là không. Có thể những thẩm phán bảo thủ họ nên tìm và nghe lại câu tuyên bố sắc bén trong lịch sử của cố thẩm phán Robert Jackson. Ông đã nói rằng chúng tôi không phải là cuối cùng, bởi vì chúng tôi không thể sai lầm. Nhưng chúng tôi không thể sai lầm chỉ vì chúng tôi là cuối cùng. Và chúng ta bước sang bài bình luận thứ hai, kính thưa quý vị. Các công tố viên tìm cách cấm Trump đưa chính trị vào phiên tòa can thiệp bầu cử liên bang. Kính thưa quý vị, công tố viên đặc biệt Jack Smith hôm thứ Tư đã yêu cầu một thẩm phán
cấm các luật sư của Donald Trump đưa chính trị vào phiên tòa xét xử cựu tổng thống với cáo buộc ông ta âm mưu lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020. Văn phòng của Jack Smith đã nói với thẩm phán liên bang Hoa Kỳ Tanja Chutkan trong một hồ sơ dài 20 trang rằng các luật sư của Trump nên được ngăn chặn nêu ra các vấn đề chính trị hoặc lập luận không liên quan trước bồi thẩm đoàn, bao gồm cả việc truy tố chống lại ông ta là thù hận và chọn lọc hoặc được điều phối bởi Tổng thống Joe Biden. Các công tố viên viết rằng, ngoài các lập luận sai trái, những cáo buộc này không liên quan đến việc bồi thẩm đoàn xác định bị cáo có tội hay vô tội, sẽ gây tổn hại nếu được trình bày trước bồi thẩm đoàn và phải được loại trừ. Và đề xuất ngăn cản Trump và các luật sư của ông ta đưa ra các lập luận chính trị rộng rãi là một cách để các công tố viên cố gắng thiết lập các thông số về thông tin mà họ tin rằng bồi thẩm đoàn nên hoặc không nên nghe khi vụ án được đưa ra xét xử. Nó đã được đệ trình khi vụ án đang bị đình chỉ trong một kháng cáo về tuyên bố của cựu tổng thống, cho rằng ông ta được miễn truy tố vì các hành vi được thực hiện trong khi ở Tòa Bạch Ốc. Tòa án tối cao tuần trước đã từ chối tham gia vào tranh chấp này, nhưng một ủy ban phúc thẩm liên bang sẽ nghe các lập luận về vấn đề này vào ngày 9 tháng 1 năm 2024. Và phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 3 tại Tòa án Liên bang ở Washington, nhưng có thể bị hoãn lại do kháng cáo về vấn đề quyền miễn trừ. Các luật sư của Trump trước đó đã yêu cầu thẩm phán Chutkan bác bỏ vụ án với lý do rằng bản cáo trạng mang tính thù hận và có chọn lọc. Trong kiến nghị hôm thứ Tư, các công tố viên nói rằng yêu cầu đó không chỉ bị từ chối, mà các luật sư của Trump nên bị cấm đưa ra những lập luận đó trước bồi thẩm đoàn trong phiên tòa. Các công tố viên nói rằng mặc dù bị cáo có quyền kiểm tra chéo các nhân chứng thực thi pháp luật của chính phủ về các vấn đề một cách công bằng trong phạm vi lời khai trực tiếp của họ, nhưng ông ta không thể nêu ra các chủ đề chính trị hoàn toàn không liên quan trong nỗ lực gây nhầm lẫn và đánh lạc hướng bồi thẩm đoàn. Phiên tòa này chỉ thiên về sự thật và pháp luật, không phải chính trị. Kiến nghị cũng tìm cách ngăn ông Trump nói với bồi thẩm đoàn về hình phạt tiềm năng mà ông ta có thể phải đối mặt nếu bị kết tội, cũng như đổ lỗi cho các cơ quan thực thi pháp luật về việc thiếu chuẩn bị trước cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol Hoa Kỳ, khi những người trung thành với Trump được thúc đẩy bởi những tuyên bố sai lệch của ông ta khi đó về gian lận cử tri và đã kích động họ xông vào tòa nhà Điện Capitol trong nỗ lực phá vỡ việc chứng nhận phiếu đại cử tri. Các công tố viên viết rằng một bị cáo lừa đảo không thể tuyên bố với bồi thẩm đoàn rằng các nạn nhân của anh ta nên tự tìm hiểu để biết rõ hơn về kế hoạch của anh ta. Và bị cáo không thể lập luận rằng cơ quan thực thi pháp luật nên ngăn chặn bạo lực mà anh ta gây ra và nên cản trở những kế hoạch mà anh ta dự định. Một tên cướp ngân hàng không thể tự bảo vệ mình bằng cách đổ lỗi cho nhân viên bảo vệ của ngân hàng vì đã không ngăn chặn anh ta. Và bài bình luận thứ ba và cuối chương trình hôm nay, kính thưa quý vị, Tòa án tối cao Michigan sẽ giữ tên Trump trong lá phiếu năm 2024. Kính thưa quý vị, Tòa án tối cao Michigan cho biết hôm thứ Tư rằng họ sẽ không nghe kháng cáo phán quyết của tòa án cấp dưới từ các nhóm tìm cách ngăn tên của Trump xuất hiện trong lá phiếu bầu cử sơ bộ của tiểu bang Michigan. Họ cho biết trong một lệnh rằng đơn của các bên kháng cáo phán quyết của tòa phúc thẩm Michigan ngày 14 tháng 12 đã được xem xét, nhưng bị từ chối vì chúng tôi không bị thuyết phục rằng các câu hỏi được trình bày nên được tòa án này xem xét. Phán quyết này trái ngược với quyết định ngày 19 tây tháng 12 của tòa án tối cao Colorado
là một tòa án bị chia rẽ cho thấy rằng ông Trump không đủ điều kiện làm tổng thống vì vai trò của ông ta trong vụ tấn công điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Phán quyết đó là lần đầu tiên trong lịch sử mục 3 của tu chính án thứ 14 được sử dụng để loại bỏ một ứng cử viên tổng thống. Các trường hợp ở Michigan và Colorado nằm trong số hàng chục trường hợp hy vọng sẽ giữ tên của Trump khỏi các lá phiếu của tiểu bang. Nhưng mà tất cả đều chỉ ra điều khoản nổi dậy ngăn cản bất cứ ai giữ chức vụ vì đã tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn chống lại hiến pháp Hoa Kỳ. Nhưng ngoại trừ phán quyết của Colorado thì tất cả nơi khác đều xem như bị thất bại. Phán quyết của tiểu bang Colorado có thể sẽ được Trump kháng cáo lên tòa án tối cao Hoa Kỳ, là nơi chưa bao giờ đưa ra phán quyết về điều khoản thời nội chiến hiếm khi được sử dụng này. Các nguyên đơn ở Michigan, về mặt kỹ thuật, họ có thể cố gắng một lần nữa để loại tên Trump ra khỏi lá phiếu theo mục 3 của tu chính án thứ 14 trong cuộc tổng tuyển cử, mặc dù có khả năng sẽ có phán quyết của tòa án tối cao Hoa Kỳ về vấn đề này vào thời điểm đó. Tòa án tối cao của tiểu bang hôm thứ Tư đã giữ nguyên phán quyết của tòa phúc thẩm, cho rằng đảng Cộng Hòa có thể đưa bất cứ ai họ muốn vào lá phiếu sơ bộ. Nhưng mà tòa án lại im lặng về việc liệu mục 3 của tu chính án thứ 14 có loại Trump vào tháng 11 hay không nếu ông ta trở thành ứng cử viên đảng Cộng Hòa. Ron Frey, giám đốc pháp lý của nhóm tự do, đã để đơn kiện để loại Trump khỏi tiểu bang Michigan, cho biết rằng chúng tôi thất vọng trước quyết định của tòa án tối cao Michigan. Phán quyết mâu thuẫn với tiền lệ lâu đời của tòa án tối cao Hoa Kỳ, nói rõ rằng khi các đảng chính trị sử dụng bộ máy bầu cử của tiểu bang để lựa chọn thông qua quy trình sơ bộ các ứng cử viên của họ cho cuộc tổng tuyển cử thì họ phải tuân thủ tất cả các yêu cầu hiến pháp trong quá trình đó. Tòa án tối cao Michigan có đa số đảng Dân Chủ là 4-3, nhưng mà chỉ có một trong 7 thẩm phán của tòa án không đồng ý, đó là thẩm phán Elizabeth Wells, một đảng viên Dân Chủ, và bà đã viết rằng bà sẽ giữ Trump trong lá phiếu sơ bộ, nhưng tòa án nên ra phán quyết về giá trị của thách thức mục 3 tu chính án thứ 14. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả khắp nơi và xin kính chúc tất cả quý vị một ngày hạnh phúc bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.